Chào bạn, đây là chuỗi podcast hàng tuần được Tuệ An cùng đội ngũ thực hiện nhằm gửi gắm đến bạn những thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống, giúp bạn chữa lành những vết thương lòng để sống bình an hơn, vui vẻ hơn và hạnh phúc hơn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện về chủ đề sự giận dữ. Và tôi chắc chắn rằng nếu như bạn lắng nghe hết podcast này, cũng có rất nhiều những bí kíp được bật mí để bạn có thể chiến thắng sự giận dữ của bản thân. Đầu tiên thì hãy để cho tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện về chú sư tử nhé. Bạn biết đấy, sư tử thì được mệnh danh là chúa sơn lâm. Sư tử thì đi đến đâu muông thú đều khiếp đảm, trốn hết vào các lùm cây. Nhìn hàm răng nhọn hoắt kìa của chú sư tử đó, chỉ cần bị ngoạm một cái thì có mà tan xương nát thịt. Cả bộ móng vuốt kia nữa kìa, vừa dài vừa sắc nhọn, cào trong một cái thì mắt mũi sẽ lẫn lộn. Quả không hổ danh chúa sơn lâm, sức vóc như thế thì hẳn là chẳng phải sợ thứ gì trên đời. Nhưng không, có một loài vật bé hơn cả cái móng tay mà sư tử đi đâu cũng phải tránh. Đó chính là loài muỗi. Bị muỗi đốt vào mặt, sư tử ngứa điên lên, gãi sồn sồn. Chẳng mấy chốc, sư tử đã cào nát mặt và phải chịu đau đớn bởi các vết thương do chính mình gây ra. Sư tử hét lên: "Bọn muỗi chết tiệt, ta ghét chúng bay." Bạn thấy không? Kẻ mạnh nhất cũng sợ điều gì? Sư tử không kiểm soát được bản thân nên nó cào nát mặt mình để trút giận khi bị muỗi đốt. Còn sư tử mạnh mẽ đã chịu thua chính sự giận dữ của nó. Để kiểm soát bản thân, ta phải chiến đấu với những suy nghĩ xấu xa, cảm xúc tiêu cực trong mình, quan tâm lấy chúng để rồi chiến thắng chúng bằng sự tử tế. Tuyệt đối không để chúng xui khiến ta làm những điều không tốt, làm những điều hủy hoại các mối quan hệ, hủy hoại bản thân. Giống như có những người trước mặt có biết bao nhiêu đồ ăn ngon, nhưng mình đã ăn nhiều rồi và biết rằng mình ăn nhiều nữa thì sẽ mập, sẽ bệnh. Thế là ta kiềm chế không ăn và nhường phần ăn ngon đó cho những người khác cần hơn. Giống như có một bộ đồ mà ta rất là thích nhưng ta tuyệt đối không mua thêm nữa, bởi vì ta đã có rất nhiều bộ đồ đẹp rồi. Ta sẽ kiềm chế, kiểm soát cái cơn ham thích của bản thân để có thêm tiền lo việc khác. Dù tâm trạng không vui, ta tuyệt đối cũng không trút giận lên đồ đạc và những người xung quanh. Bản lĩnh của một người mạnh mẽ không nằm ở vẻ ngoài, không nằm ở sự diễu võ dương oai, mà nằm ở cái việc họ có làm chủ được bản thân hay không. Họ có đủ trưởng thành để biết làm chủ cảm xúc, đặc biệt những cơn giận dữ của chính mình hay không. Ý chí quyết tâm vượt qua những sự xúi dục trong chính tâm mình mới thực sự là bản lĩnh của một người mạnh mẽ. Nhưng nếu có một ngày bạn bỗng dưng nổi giận, thậm chí là sân hận bộc phát, thì bạn cần làm gì đây? Sau đây là 5 bước có thể giúp bạn gỡ rối khi giận dữ. Hãy nhớ 5 bước này và lôi nó ra để thực tập mỗi khi cơn giận ghé thăm bạn nhé. Bước 1, đó là ngừng ngay những phản ứng bộc phát, giống như là mắng chửi một ai đó, hay gào thét, hay trút giận, hay đập phá đồ đạc. Hãy ngừng ngay những phản ứng bộc phát theo thói quen đó. Chúng ta sẽ không thể trưởng thành nếu cứ để những bản năng và thói quen vô lý chi phối. Chúng ta phải học cách làm chủ nó.
dùng trí tuệ và bản lĩnh của bạn. Bước 2, đó là hướng sự chú ý đến chính bản thân bạn. Hãy nhận biết và thư giãn. Bạn không cần phải tập trung thêm nữa vào lời của những người bên ngoài nói gì hay những cái hành động mà họ đã khiến cho bạn giận. Lúc này, bạn chỉ cần chú ý đến chính bản thân. Thư giãn đi, thở đi, cảm nhận những chuyển động, những xúc chạm của chính bạn đi. Và đặc biệt, việc quan sát hơi thở sẽ vô cùng có tác dụng. Hãy hít vào một hơi thật sâu, giữ ở đó 4 nhịp. 1, 2, 3, 4. Rồi lại thở ra thật chậm. Rồi lại tiếp tục hít vào, giữ ở đó 4 nhịp, thở ra. Tiếp tục lặp lại điều này một lần nữa. Và tôi cam kết, bạn chỉ cần luyện tập như thế 15 phút, 20 phút, chắc chắn cơn giận dữ sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Và bạn cũng sẽ thức tỉnh được sự điềm tĩnh bên trong mình rất nhiều. Bước 3, đó là hãy nhắc nhở bản thân về những quan điểm đúng đắn. Giống như tại sao người đó lại cư xử như vậy? Tại sao bạn lại phản ứng như vậy? Trong tình huống này, đâu sẽ là cách giải quyết tốt nhất? Các bước này đã giúp cho tâm của bạn lắng lại rất nhiều rồi. Hãy đủ bình tĩnh để quan sát cơn giận đó. Bước 4, đó là hãy quan tâm đến cơn giận của bản thân. Không đè nén nó, không tiêu cực với nó, nhưng cũng không để cho nó chi phối. Hãy quan tâm đến nó, giống như là quan tâm đến một vị khách ghé thăm nhà của bạn vậy. Ôm ấp nó, học hỏi từ cơn giận đó. Và dần dần, bạn sẽ thấy học được rất nhiều thứ từ cơn giận này. Bước 5, có thể là sau đó một thời gian, một vài ngày, bạn hãy quay trở lại cái sự việc khiến bạn giận dữ đó. Bạn nghĩ lại, bạn sẽ thấy có những quan điểm hoàn toàn thay đổi so với cái thời điểm mà bạn giận lúc ban đầu. Hãy nhìn nó dưới một góc độ khách quan, công bằng, hiểu biết hơn rất nhiều. Và lúc đó, bạn sẽ lại rút ra được những bài học mới. Mình phải chiến thắng cơn giận. Mình phải có được tâm bình an. Điều đó sẽ làm lợi cho mình, sẽ làm lợi cho người. Hãy nhớ lại những cái đức tính tốt mà bạn có, mà người bạn đang giận có. Cũng hãy tác ý, đừng để người khác làm hại đến tâm của bạn. Vì tâm của bạn là của bạn, không thuộc quyền năng kiểm soát của cái người đang khiến bạn giận kia. Cũng hãy suy xét nhân quả, hành vi của người đó, của chính bạn. Bởi vì mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân, đều có lý do, và cũng đều có những bài học ý nghĩa ẩn chứa trong đó. Và nữa, hãy luyện tập những điều này thường xuyên, kể cả khi bạn không có giận dữ. Cũng hãy quan sát, cũng hãy thở đi, cũng hãy quan tâm đến những cảm xúc của chính bạn, cũng hãy điềm tĩnh để lắng nghe, để thấu hiểu. Như thế thì mỗi khi có cơn giận đến, bạn sẽ lôi được những chất liệu đó ra để mà dùng, để mà chữa lành sự giận dữ trong bạn. Với những chia sẻ này, tôi chúc cho bạn sẽ không giống như chú sư tử ở phần đầu của postcard, để sự giận dữ mà cào nát mặt mình ra, rồi tự mình lại phải liếm láp, lại phải chịu đựng cái sự tổn thương đó. Chúc cho bạn sẽ luôn bản lĩnh để chiến thắng cơn giận dữ của mình với sự tử tế chân thật. Hẹn gặp lại bạn
vào số podcast được phát sóng tiếp theo vào mỗi 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh fanpage và YouTube Tuệ An. Rất biết ơn vì bạn đã lắng nghe đến cuối của podcast này.